Thưa quý vị, không chỉ là thời tiết gay gắt diễn ra tại Việt Nam, mà hiện nay thì phần lớn miền Tây của nước Mỹ cũng đang phải trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Chính quyền các bang ở khu vực này cũng phải đưa ra những cái cảnh báo về sức khỏe khi mà hệ thống điện đã quá tải. Tiêu biểu là thung lũng chết ở bang California của nước Mỹ có thể sẽ sớm phá vỡ kỷ lục vào năm 1913 của chính mình về nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trên trái đất, đó chính là hơn 56 độ C. Theo trang dự báo AccuWeather, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, nhiệt độ ở thung lũng chết có thể cao hơn 10 độ C so với mức cao kỷ lục 56,7 độ C từng được thiết lập trong đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày hồi tháng 7 năm 1913. Mức nhiệt độ trung bình ở thung lũng chết, một lưu vực dài và hẹp, thấp hơn mực nước biển gần 300 mét, vào giữa tháng 6 là 37,7 độ C. Khu vực này có nhiệt độ cao bởi bề mặt của nó chỉ toàn đá và đất. Tỏa nhiệt nhưng nhiệt độ không thoát được ra ngoài. Những dãy núi dốc bao quanh đã khiến nhiệt độ cao kéo dài ở khu vực dưới đáy thung lũng. Hiện tại thời tiết nóng quá sớm, chuyện này đã từng xảy ra trước đây, nhưng nó không thường xuyên. Nếu như bạn theo dõi nhiệt độ tại thung lũng nhiều năm về trước, chúng ta chưa từng đạt đến mức 56,7 độ C kể từ năm 1913. Toàn bộ khu vực Tây Nam đã hứng chịu cái nóng hơn 37,7 độ C hơn một tuần và mức nhiệt độ này dự kiến duy trì và thậm chí tăng ở một số khu vực vào cuối tuần này. Ở nhiệt độ này, nếu chúng ta mặc quần áo dày thì sẽ rất khủng khiếp. Thế nhưng nếu mặc quần áo mùa hè thì nó cũng không quá nóng. Nhưng cảnh tượng xung quanh đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nắng nóng. Các nhà dự báo cho hay đợt nắng nóng hiện tại được ghi nhận không chỉ về cường độ mà còn về thời gian. Khoảng 89% khu vực miền Tây nước Mỹ đang chứng kiến đợt hạn hán, với hơn 1/2 vụ được báo cáo trong tình trạng cực đoan và bất thường. Khu vực này cũng được cảnh báo sắp chuẩn bị cho đợt hạn hán nghiêm trọng nhất lịch sử. Ở Las Vegas, nhiệt độ được dự báo có thể vượt mức cao kỷ lục 47,2 độ C khi văn phòng dự báo thời tiết khu vực đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa đáng kể đối với cuộc sống người dân và cơ sở hạ tầng trong tuần này khi nắng nóng không thuyên giảm.